không biết tên công ty, không biết trụ sở công ty ở đâu. Thế nhưng vì tin lời người quen, người phụ nữ dân tộc Dao ở tỉnh Hà Giang này đã bỏ ra hàng chục triệu đồng để đầu tư vào tập đoàn tự xưng LG. Sau khi nộp tiền cho người môi giới, chị không nhận lại được bất cứ giấy tờ hay biên lai gì. Chị nộp tiền thì mình người ta có cho giấy tờ không phải gì? Không có giấy tờ gì, mà không ký cam kết cái gì cả. Hàm lãi suất cao, hàng chục người dân ở xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang đã dỉ tai bảo nhau rót tiền vào LG. Người không có tiền thì đi vay lãi, thậm chí cắm sổ đỏ để lấy tiền đầu tư. Sau một thời gian, nhiều người nhận thấy rủi ro, muốn lấy lại tiền gốc mà không được. Cái này là em biết chắc là kiểu gì cũng mất. Thế sao lại biết chắc là kiểu gì cũng mất? Mà không phải em chơi xong rồi cái hôm đấy không biết thế nào ấy, thì em mới chơi đâu, còn bình thường em không chơi đâu. Hôm đấy không biết thế nào, nó nói thế nào lại chơi xong rồi bắt đầu mới hôm sau nó bảo nó rút lại, nó không cho rút nữa. Tại sao không cho rút? Nó không cho rút, nó bảo chơi rồi không rút nữa. Sự rủi ro là có cơ sở. Đây là người phụ nữ được cho là đã mang dự án 4.0 lãi khủng về cho người dân xã Tuyên Nguyên. Bà tâm sự, làm ăn lớn là phải được ăn cả, ngã thì về không. Có giấy tờ nộp tiền cho mình không? Không có gì giấy tờ hết. Cái dự án này nếu mà nó còn thì là trên bình thường hàng ngày như cô cháu mình vẫn hàng được lãi. Nếu mà không may bị phá sản coi như cô cháu mình mất hết thôi. Mất cả gốc? Thì mất cả gốc. Đại diện công an huyện Quang Bình cho biết, hiện vẫn chưa thể thống kê chính thức được có bao nhiêu người trong huyện tham gia đầu tư lấy lãi khủng vào tập đoàn tự xưng LG, vì hiện có không ít người dân vẫn bí mật không cung cấp thông tin. Việc người dân chủ động đưa tiền cho người môi giới mà không có hóa đơn giấy tờ gì chứng minh là hết sức rủi ro, có nguy cơ mất tiền cao. Người dân không giữ lại bất kể một cái giấy tờ chứng từ gì để chứng minh rằng là mình đã tham gia huy động vốn. Thế do vậy là chúng tôi nhận định rằng đây là một cái việc đầu tư hết sức rủi ro, và có thể là đây là một việc làm đã tiếp tay cho cái tội phạm lừa đảo bằng cái công nghệ cao. Người ta trả đến đâu, người ta cho đến đâu thì biết đến đấy, còn nếu không thì sau này không có bất cứ cái bằng chứng pháp lý, cái cơ sở nào để mà có thể đòi hỏi kiện cáo. Một rủi ro khác đối với các nhà đầu tư của LG đó là tập đoàn tự xưng này chỉ trả lãi bằng đồng tiền đô la ảo có trong ứng dụng LG được cài đặt trong điện thoại. Các nhà đầu tư muốn rút tiền thì chỉ có cách bán đô la ảo này cho nhà đầu tư LG khác trong nội bộ mà không bán được ra ngoài. Các chuyên gia cảnh báo, đến một thời điểm nhất định khi không có người mua hoặc ứng dụng LG sập thì nhà đầu tư sẽ mất trắng. Không có giấy tờ chứng minh việc đầu tư, rủi ro mất tiền cao. Nhưng vì sao vẫn có hàng chục nghìn người rót tiền vào LG? Người ta từ thiện hàng mấy chục triệu thì cho không cái chung chức nhà nước ở xã theo còn tin hết cả giáo viên tham gia. Ngoài lãi khủng, các nhà đầu tư còn được hưởng hoa hồng khủng nếu mời chào thêm càng nhiều nhà đầu tư mới. Hoa hồng là khi người ta vào trực tiếp em được hưởng 18 tầng. Huy động có dấu hiệu đa cấp như này thì lại là vi phạm quy định về bán hàng đa cấp. Những chiêu trò huy động vốn trả lãi khủng của tập đoàn tự xưng LG. Bản tin tài chính kinh doanh lúc 7 giờ sáng mai, ngày 16 tháng 10 trên VTV1 và ứng dụng VTV Go. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.